Chiều ngày 18 tháng 12, thông tin từ đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quốc, Quảng Ngãi cho biết, đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ vụ hai container chứa nhiều thiết bị điện lạnh trôi dạt vào bờ biển tỉnh này. Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, người dân địa phương trình báo về việc có hai container bị sóng đánh trôi dạt vào bờ biển tại khu vực cảng sản xuất sản phẩm nhà máy lọc dầu Dung Quốc thuộc thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tiếp nhận thông tin, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quốc đã phối hợp với cơ quan chức năng đến hiện trường kiểm tra và ghi nhận tại khu vực này có hai container sơn màu xanh loại 40 feet. Trong số hai container, có một chiếc bị hư hỏng ở phần đáy và một cửa đã bị mở. Quan sát bên trong thấy có chứa thùng cắt tông, ghi dòng chữ Tủ Đông, nhãn hiệu Sanaki và một số thiết bị điện lạnh đã bung ra ngoài. Hiện nay, thời tiết biển khu vực tỉnh Quảng Ngãi có sóng to, gió lớn. Việc bảo vệ tài sản trôi dạt gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quốc đã thông báo đến cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm chủ sở hữu tài sản nói trên để có phương án xử lý an toàn.